Ngày 3 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa 38 bị cáo vụ việc Á ra xét xử về 6 tội danh. Ra tòa phiên sơ thẩm có 3 bị cáo từng giữ vị trí lãnh đạo cao là Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Phạm Xuân Thăng, cựu Bí thư tỉnh ủy Hải Dương. Đáng chú ý, tại phần thủ tục trước phiên tòa, chủ tọa Trần Nam Hà thông báo trong số 38 bị cáo bị đưa ra xét xử, bị cáo Trần Thị Hồng, nhân viên kinh doanh công ty Việt Á, xin xét xử vắng mặt vì mới sinh con nhỏ, con lại đang bị bệnh. Trước sự vắng mặt của bị cáo Trần Thị Hồng, hội đồng xét xử cho rằng bị cáo này vắng mặt có lý do chính đáng, việc vắng mặt của bị cáo không ảnh hưởng đến việc xét xử. Đối với việc vắng mặt của những người và bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, hội đồng xét xử cho biết nếu thấy cần thiết sẽ cho triệu tập họ sau. Tại phần thủ tục tại phiên tòa, các bị cáo Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh và Phạm Xuân Thăng đều khai rành mạch rõ ràng, các bị cáo này phản xạ trả lời lưu loát trước câu hỏi của hội đồng xét xử. Ngày 3 tháng 1, tại buổi họp báo triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2024 của Ngân hàng Nhà nước, Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú đã có những chia sẻ về quan điểm điều hành, sửa đổi Nghị định 24 về quản lý thị trường vàng. Ông Đào Minh Tú khẳng định, dù vàng SGC độc quyền hay cho nhiều thương hiệu vàng khác, thì cũng phải bảo đảm mục tiêu vàng không để ảnh hưởng kinh tế vĩ mô. Nhà nước luôn tôn trọng quyền bảo quản cất trữ vàng của người dân, Ngân hàng nhà nước không bảo hộ giá cả vàng miếng SJC, cũng không chấp nhận chênh lệch vàng SJC và thế giới hơn 20 triệu, hay cùng là vàng 24K, nhưng giá vàng SJC cao hơn các loại vàng khác, hơn chục triệu đồng một lượng. Cũng theo lãnh đạo Ngân hàng nhà nước, định hướng điều hành thị trường vàng và sửa đổi nghị định 24 sẽ tiếp tục cơ chế để vừa bảo đảm quản lý nhà nước, vừa mang tính thị trường hơn. Ngân hàng nhà nước sẽ lấy ý kiến rộng rãi để có giải pháp quản lý thị trường vàng phù hợp với thực tế nhất. Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải tổ chức cấm biển tốc độ tối đa cho phép đối với chính dự án đường bộ cao tốc phân kỳ đầu tư được thiết kế với 4 làn xe cơ giới. Các đoạn tuyến cao tốc này gồm Lào Cai Kim Thành, Cao Bồ Mai Sơn, Mai Sơn Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 Nghi Sơn, Nghi Sơn Diễn Châu, Nha Trang Cam Lâm, Cam Lâm Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo Phan Thiết, Mỹ Thuận Cần Thơ. Quy định về tốc độ tối đa 90 km h áp dụng cho ô tô con, ô tô chở người đến 30 chỗ trừ xe buýt, ô tô tải có trọng tải đến 3,5 tấn. Các phương tiện còn lại giữ nguyên tốc độ tối đa cho phép 80 km h Việc cấm biển phải hoàn thành trong tháng 1 năm 2024. Công an huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đã bắt giữ Huỳnh Thanh Hùng, còn gọi là Hiền Sói, sinh năm 1994, Huỳnh Đức Huy, còn gọi là Ghi, sinh năm 1994, Trần Ngọc Phong, sinh năm 1992, và Ngô Văn Hoang, sinh năm 1994, cùng trú xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, vào tối 1 tháng 1, bốn thanh niên trên ngồi nhậu tại nhà của Trần Ngọc Phong thì nhớ đến việc người nhà bị anh L, một thành viên tổ an ninh xung kích xã Phước Dinh, xử lý hành chính, nên nhóm này rủ nhau đánh trả thù. Do biết anh L đang trực ở chốt tổ an ninh xung kích xã Phước Dinh, nên khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, cả nhóm đi hai xe máy đến chốt tìm đánh. Đến nơi, Huỳnh Thanh Hùng dùng cây quạt đang dựng tại chốt đánh anh L. Sau đó cả nhóm cũng lao vào đánh tới tấp. Bốn đối tượng sau đó đã bị công an huyện Thuận Nam truy bắt phục vụ điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Liên quan đến vụ nữ cán bộ đoàn ở tỉnh Tiền Giang bị sát hại, chiều 3 tháng 1, theo nguồn tin của báo Người Lao Động, Đại tá Trương Sơn Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre, vừa chủ trì buổi lễ trao thưởng cho tập thể và cá nhân do có thành tích xuất sắc trong việc phá nhanh vụ án này. Theo đó, Ban giám đốc công an tỉnh Bến Tre đã trao thưởng 20 triệu đồng cho tập thể phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh và tặng giấy khen cho 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình phá án. Như đã thông tin, sáng 29 tháng 12 năm 2023, người dân phát hiện một thi thể nằm trong bao tải nổi lên trên sông Hàm Luông, xã Mỹ Thành An, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre nên liền trình báo với lực lượng chức năng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định nạn nhân là chị NTH, sinh năm 1996, ngụ thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Sau 72 giờ, kể từ khi phát hiện thi thể và sau 15 giờ khi xác định được danh tính chị Hát, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bến Tre đã xác định được đối tượng gây án là Ngô Minh Thông, sinh năm 1995, ngụ thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Thông là trung úy đang công tác tại đội Cảnh sát Hình sự Công an thị xã Cai Lậy, còn chị Hát là cán bộ đoàn tại thị xã. Sau khi bị bắt giữ, Thông khai nhận do xuất phát mâu thuẫn tình cảm cá nhân với chị Hát, nên tối 27 tháng 12 năm 2023, tại địa bàn thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Thông đã dùng dây dù siết cổ chị Hát đến chết, rồi bỏ vào bao tải. Sau đó chở thi thể nạn nhân sang Bến Tre, rồi vứt xuống sông Hàm Luông nhằm phi tan. Chuyển sang phần tin quốc tế Một trận động đất mới có cường độ ước tính là 5,5 theo thang cường độ địa chấn Nhật Bản Shindo lại vừa rung chuyển vùng Noto, tỉnh Ishikawa. Hàng trăm di chấn đã xảy ra trong khu vực sau trận động đất ngày 1 tháng 1. Trong đó, nhiều di chấn mạnh được cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cảnh báo ở cường độ trên 5 theo thang mô của Mỹ. Kyodo đưa tin, một nhóm chuyên gia chính phủ xác nhận trận động đất cực mạnh ngày đầu năm là do một đường nước gãy lớn kéo dài khoảng 150 km bên dưới bán đảo Noto. Đứt gãy này thuộc một khu vực hoạt động kiến tạo đang mở rộng, do đó chính phủ cảnh báo người dân nên đề phòng nguy cơ những trận động đất lớn tiếp theo có thể cũng nằm ở cấp 7 theo thang đo của cơ quan khí tượng Nhật Bản. Giới chức trách Nhật Bản đang chuẩn bị điều tra vụ va chạm giữa hai máy bay tại sân bay Haneda ở Tokyo về tuần sau khi ngành hàng không toàn cầu nhận được những cảnh báo mới về an toàn đường băng. Tất cả 379 người trên chiếc Airbus A350 của hãng hàng không Japan Airlines thoát hiểm an toàn sau khi va chạm với máy bay De Havilland Dash 8 của lực lượng cảnh sát biển. Tuy nhiên, năm trong số 6 phi hành đoàn trên máy bay này đã thiệt mạng. Những người thảo tin cho biết, Ủy ban Vận tải An toàn Nhật Bản sẽ dẫn đầu cuộc điều tra với sự tham gia của các cơ quan ở Pháp, nơi hai máy bay được chế tạo, và Anh, nơi sản xuất hai động cơ drone royce của máy bay. Nhóm chuyên gia từ nhà sản xuất máy bay Airbus và giới chức trách Pháp sẽ đến Nhật Bản trong ngày 3 tháng 1 để giúp các nhà chức trách điều tra vụ tai nạn tại sân bay Haneda, Tokyo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin. Hẹn gặp lại trong các bản tin kế tiếp.